Được nhiều không? Hả? Nhiều quá không? 5-6 đứa trên cái cây các bạn ạ. Nó đang hái cái quả trên kia. À, thỏ thì đây rồi. Hôm nay mình lại đưa các bạn trở lại với cái công trình của Vàng A Thò. Sau 4 tập thì các bạn cũng có thể biết là nhà A Thò đã sửa xong hết rồi. Bếp biếc đã được làm. Và hôm trước thì mình có đưa A Thò đi mua một con xe để anh ấy có thể đi làm, đi lại ở trong bản làng này cho nó dễ. Một con xe cũ đó. Và mình còn để dành cái số tiền dư còn lại để tiếp tục hỗ trợ em ý về giống vật nuôi để em ý phát triển kinh tế, gọi là tạo đà cho em ý về cái cần câu cơm đó. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Đây, nhà thỏ đây rồi. Sáng nay thì mình cũng có liên lạc vào với chú Măng, bảo là hỏi là A Thò đã tìm được con giống chưa, thì đã tìm, hình như là đã tìm được một con dê. Và sáng nay lại tiếp tục đi tìm một con nữa. Không biết là tình hình thế nào rồi. A Thò ơi! A Thò! A Thò ơi! Chắc là chưa về rồi các bạn ạ. Đây. Chắc là nó đi tìm dê, tìm giếc thì chưa về rồi các bạn ạ. Gọi chả thấy đâu cả. A Thò ơi! Không có nhà rồi, vợ con không có nhà. Đây, nhìn từ bên đằng sau nhà A Thò thì các bạn có thể thấy là tính A Thò này nó cũng làm khá là cẩn thận, cái gì ra cái đấy luôn. Nền niếc rất là đẹp luôn, nhà cửa thì cứng cáp, vách thì đóng bằng gỗ chắc chắn, nhìn đẹp lắm. Đây, cái téc nước còn chưa có, nó còn phải dùng cái xô cái ấy ra để đựng nước này. Còn đây là con quây vừa mua, xe vừa mua đấy, đi vào bản các bạn nhìn này. Đấy, mình đã chủ định là mua một con xe cũ mà nó hơi khỏe, hơi 110 để cho em ý đi làm đi lướt ở trong này cho nó thuận tiện. Con xe này thì gạ dạng như kiểu con xe lướt thôi, mới dùng qua thôi, nhìn biết và đi thôi, mình cũng đi thử mình biết mà, nó rất là mới. Con xe này không biết là ở dưới kia nhiều, có một số bạn bình luận bảo là tại sao không thêm tiền mua xe mới, nhưng mà ở trên này chắc là bán phải trên 20 triệu là cái chắc. Trước mình mua cho con A Chư là 20 triệu. Đấy. Thì con này là 16 triệu. Thì cái số tiền mình chủ định mình mua xe cũ, tại vì là mình để dư tiền để mình mua con giống cho em ý, chứ không là mua một cái xe mới vào trong bản này đi vài bữa thì cũng toang hết thôi mà, giải quyết cái gì. Mua con xe nó gọi là dùng qua, nó giảm được một chút để mình còn để tiền để mình còn làm việc khác. Chứ xe mới thì có giải quyết được cái gì đâu. Mà con này nó còn rất là mới, gần nó tầm khoảng 95%. 90%, 90 đến 95% ấy. Nhìn nó rất còn rất là mới luôn. Mà đi khỏe. Hơi 110. Chắc là nhiều bạn là nhìn ở trên mạng là cái giá nó 17, 18 triệu, không làm gì có cái giá đấy. Ra đại lý nó vẫn cứ bán 20 triệu, lăn bánh, cả giấy tờ. Thì ví dụ mà con này mà mua 20 triệu thì bớt được 4 triệu nó được một con dê rồi. Con dê mua bây giờ thì sang năm có thể nó đẻ ra 2 con chẳng hạn thế. Thì nó chả hơn là mua một con xe mới à. Đúng không các bạn? Đây, cửa kiếc khóa. Nó làm chắc chắn lắm thằng này ấy. Hiên nhà đây, tầm nhìn ra bên ngoài này cực kỳ đẹp luôn. Lúa kia chín rồi, vàng ươm rồi, có những đám đã gặt rồi kia kìa. Đấy, bên này là suối. Suối mấy hôm nay chảy khá là to các bạn ạ, sau bão mà, sau mưa mà nó vẫn còn báo mưa to nữa, thì không biết là mưa đến những mức độ như nào nữa. Trời vẫn hơi âm u một tí, có nắng nhưng mà vẫn nhiều mây. Đây, lên đằng sau nhà của A Thò thì có rất là nhiều cây chè to,
Như các bạn biết là hôm đào nền nó phá đi một cây to hơn cây này, này. Và bên này có một đồi này. Ở xung quanh thì nhiều lắm. Và dự định của tới đây mình sẽ cố gắng mình sẽ phát triển về cái sản phẩm cái chè tuyết của người Mông này. Nó ngon, nó đặc biệt thế này mà nói chung là chưa được quảng bá nhiều. Đấy, mình phải cố gắng là làm sao mà tạo điều kiện cho bà con để người ta bán đi thuận tiện và cái giá thành nó hợp lý. Tại vì ở đây nhiều người người ta làm ra chả ai vào đấy, đến đây để mua được. Đây, lên nhà mẹ của Khua xem hỏi xem là thỏ nó đi đâu rồi. Khua ở nhà không? Một mình ở nhà à? Vàng thì Khua đây. Thằng thỏ nó đi đâu rồi? Đi ông Măng quá. Hả? Đi vào nhà ông Măng ra. Đi xuống nhà ông Măng á? Ừ. Sao chả thấy nhỉ? Nó tìm được dê chưa? Chưa. Chưa tìm được á? À? Ừ. Chui. Ây da, 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 thích nhé. Ây da, ây da, ây da. À, hả, hế, hế. Khỏe chứ, nó có hay ốm không? Khỏe rồi gì? Úi giời, sướng nhờ, nhìn nó thích nhờ. Úi giời. Thơm à? Thơm à? Thơm à? Úi, quần áo không mặc vào. Úi. Nhìn nó thích nhỉ. Rồi anh đi xuống đây tí đấy. Gọi cho Măng xem là thế nào. Chả thấy nó đâu. Châu bò đâu hết rồi? Hả? Đi chơi rồi. Đi chơi. Châu bò đi chơi à? Cho nó đi ăn trên rừng quá à, phải không? Chăn đi thả đi xa không? Không. Ngay đây thôi à? Ừ. Chịu khó chăn nào nhỉ. Sang thăm nhà tí thế nào. Một mình ở nhà hôm nay mẹ đi đâu hết rồi? Mẹ đi làm nương rồi. À đi làm nương à? Téc nước này dùng được chưa? Hả? Téc nước thì dùng được chưa? Được rồi à? Ừ. À cái này làm cái gì nhỉ? Gọi là cái hiên ra nhỉ? Cho nó đỡ mưa. Ừ. Đẹp phết rồi đấy. Thăm lại nhà em Vàng Thị Khua. Đây. Trong nhà này. Quần áo cho nó gọn gàng vào em ạ. Đây chắc là có mấy đứa em sang đây ngủ cùng à? Đúng không? Có em sang đây hay sang đây ngủ cùng à? Ừ. Nhà đẹp phết này. Đóng cửa vào. Đây là mọi người đi lấy củi với đấy nhỉ. Cảnh này đẹp thế nhỉ. Trên vai là những cái gùi củi ở trên nương về này. Cho bề. Ở đây họ chả hay vác đấy nhỉ. Cứ cho vào cái bề này. Bề về. Cảnh rất là đẹp luôn. Đây mình ngồi chờ A Thò đi lấy dê về thì đổ một cơn mưa rất là to các bạn ạ. Mà cũng chưa chắc là thằng thò nó đi lên đồi nữa. Tại vì là lên đồi đúng ra nó có sóng. Trên này nó có sóng, trên đỉnh cao kia nó phải có sóng. Nhưng gọi mãi không được. Không biết là phải nó đi lấy dê hay là nó đi đâu nữa. Gọi xuống nhà chú Măng thì lại không thấy ở đấy. Chỉ có chờ đợi thôi. Không biết, không cẩn thận là hết buổi ở đây nữa thôi đấy. Chả biết đi làm nương hay là đi lấy dê nữa. Sáng thì điện rõ ràng là đi lấy dê rồi. Đây A Măng đây. Không có ở nhà. Nãy gọi xuống anh cũng mà không thấy ở đấy dưới đấy à? Từ sáng nó không xuống đấy à anh? Từ sáng chả thấy xuống. Kìa. Nó điện cho em nó bảo là nó đi lên đồi để lấy dê, nhưng mà lên đồi nó phải có sóng, gọi chả được. Thỏ vẫn chưa về à? Không biết đi đâu á? Ồ. Mãi vẫn chưa về nhỉ? Hay là dạo này thu ngô thu nghiếc là nhiều thế? Đây các bạn này, trời càng ngày càng mưa. Mình đang ngủ trưa trên đấy khoảng
một tiếng rồi chờ thò vẫn chưa về. Chịu rồi, chả biết nó đi đâu. Xem nhà cửa nào. Làm gì đây? Đang cơm. Ừ, đang nấu cơm à? Ừ. Chú mang đâu vậy? Nó mang đi về. Về á? Ô, không ở đây đâu à? Ừ. Nấu cái gì đây? À, này làm kiến thiết đẹp phết rồi đấy. Xây được cả chỗ này để rửa rau, rửa riếc các thứ, nó không ướt đây đúng không? Đúng. Ừ. Thò này biết làm hết đấy nhỉ. Cửa ra đây hơi bé, em nào phải bảo nó thiết kế lại cái cửa này to hơn. À, làm cả chỗ rửa bên ngoài nữa cơ à? Cái này khéo làm đấy. Tên đang nấu cái món gì đấy? Rau à? Rau. Ừ. Có cái gì ăn chưa? Không có cái gì. Chưa có cái gì à? Bây giờ mưa thế này thì làm sao mà chạy đi lấy cái gì được cái chứ nhỉ? Mà bây giờ nó là 1:30 rồi. Anh đưa tiền cho em đi mua cái gì nhá. Đi được không? Đi được. Đi bộ nhá. Ừ, này anh đi đưa tiền cho em. Mua cái gì về nấu ăn nhá. Đang quét nhà. Đấy, quét kiếp cho nó sạch sẽ. Nhận nhà thò này nó ở sạch sẽ đấy. Để anh ấy cho, để anh nấu cái này cho mày, cứ đi đi. Ui ui, nước. Nhiều nước cái này nó làm kiểu gì thế nhỉ? À đây. Đây, mấy hôm nay mưa không phơi được quần áo này. À, tã lót này. Trên này thì váy này, áo cho trẻ con này. Phơi hết ra cái bếp này. Đấy, hôm trước bảo nó là không đun ở ngoài nữa thì vợ chồng nó cũng không đun ở đấy nữa mà là ngoài đấy làm lý thôi. Còn đun chủ yếu là đun vào đây các bạn nhé. Cải tiến rất là nhiều đấy. Đây, vợ à thò nó về rồi đây. Mua được cái gì nhiều em? Mua được món gì hay là chi pâu đấy? Pâu à? Lỡ rồi xem nào. Quê. À, trứng với mì tôm. Rán lấy gì? Đấy, rán lên. Mì tôm nấu canh à? Vâng. Ừ. Thằng này thằng em khua đấy nhỉ? Mày không đi học à? Chưa. Nhưng mà tuần nữa. À, mấy tuần nữa. Nhưng mà bây giờ học có mấy à? 2 tuần đi thì lớp 6. À, bây giờ lớp 5 lên lớp 6 à? Đúng. Ừ. Dạo này có đi đánh chuột đánh bẫy gì không? Em không đi đâu. Không đi à? Không, mưa thì em không đi đâu. À.
mùa kia mới đi thôi đúng không? Đúng. Ừ. Mùa rét mới có nhiều đúng không? Nó mó, nó mó. Nào, nó cu. Ê, chú ơi, ăn cơm. Ăn đi. Ăn rau bát cơm. Ăn cơm em. Ngồi đi. Làm bát cơm với trứng. A Thò vắng nhà, hôm nay là khách đến ăn cơm với thằng cu với lại ấy thôi. À, uống rượu á? Ừ, mày uống đi. Rót ra nhưng mà anh cũng không uống được đâu. Khi thì anh giúp cái đấy trước đấy lo đó hả? Thì chẳng anh chơi đi rót tỏi. Đấy, vừa ăn cơm xong thì liên lạc được với A Thò rồi các bạn ạ. A Thò bảo là bắt được dê rồi nhưng mà bây giờ đang đi từ trên cái đỉnh núi này xuống đây. Chắc nó phải rơi tầm một tiếng nữa, một tiếng đồng hồ nữa. Thì mình tranh thủ ở đây mình ra ngoài chỗ nhà chị Cha xem tình hình nhà chị mấy hôm nay như nào rồi. Từ hôm mình vào quay lên nhà mới đến mưa đến hôm nay thì không biết là đã làm được cái gì thêm chưa. Thì ra mình xem tình hình nhà chị Cha như nào các bạn nhé. Tí nữa quay lại em nhé. Ê, mình đã đi đến cái khu vực giữa bản xuống nhà chị Trang rồi. Đi đâu? Thả phanh à? Thấy kia rồi, thấy có người rồi, nhưng hình như là đang đào nền thì phải. Ôi, đào tiếp à? Không lợp được phải không? Để mấy hôm trước mưa như này cơ mà các bạn này. Sợ nhỉ. Chị chắc là phải đắp cái mương này để nước nó không vào nhà. Mưa đến cái mức độ đất nhão nhét như nhật. Kinh khủng thật. Đây. Ui. Bào ván, đóng ván đẹp thế. Ô. Nhà chị Cha đẹp thật. Ui, ván này đóng chắc chắn lắm. Ở trong nhà xem này. Ui, rộng thế. Này. Rộng thênh thang này mà. Thích nhỉ. Công nhận nhà này để rộng rãi đẹp thật đấy. Còn phía bên trong nhà này hôm trước là mưa chắc là vẫn chưa lợp được đây. Đấy. Nhà này có thợ làm một khác, nhìn nó cứng cáp, đẹp thật đấy. Ra bên ngoài xem là các chị đang làm nền, làm niếc gì đây. Vẫn thấy chưa chở vật liệu về, chắc là do mưa quá. Ây da. Chào nhá. Chip bầu, không biết đâu. Ôi dồi, tí ngã. Xin chào. Tùa. Đào thêm lên đây để lợp mới được đúng không? Cái này hôm trước là mấy anh bảo là định gì nhỉ? Định lợp ra nhưng mà lại vướng cái tả ly. Thế nên lại phải bảo chị lợp tiếp. À, đào tiếp. Đấy, đào rộng rãi ra cho nó ấy. Mấy hôm nữa. Sạt à? Ôi giời ơi. Thấy chưa? Tại vì hôm nọ không đào được thì cứ moi moi vào cái chân của nó. Moi để làm mương ấy, nó chả sạt. Sạt thì này, sạt thấp cũng không sao đâu, không sợ đâu. Sạt thì đào đi. Mấy hôm nữa mày múc nó vào, bảo nó 1-2 triệu nó múc lên tận cái cây kia. Mấy hôm nữa thằng Tùng nó về mà. Thằng Tùng nó lấy máy múc về mà.
thấy nó bảo thế. À thấy bọn nó bảo thế, chả biết phải không? Chưa chở vật liệu à? Chưa chở vật liệu à? À đào trước lợp trước cái gì? Cái gì? Cái này không đủ. Tấm lợp không đủ á? Tấm cũ đâu? Tấm cũ ở bên bên này á? Không, họ mua 80 tấm mà. 78 tấm. Thằng ấy vay đi 2 tấm còn 78 tấm. Thì lợp bên này với bên kia với bên hè kia là hết rồi á? Ờ. Không đủ thế cái tấm cũ lợp bên này hết rồi á? Làm gì đã hết được? Máy kia. Gì? Hết. Hết rồi hết. Điều. Hết chưa? Không hết thì đi mua cái mới. Nhưng mà chưa hết thì lập cái cũ vào cũng được. Tội gì đi mua cái mới làm gì, cái cũ mình để làm gì đâu. Cái cũ tôi hết rồi mà. Hỏng đâu nào, hỏng thế nào mà hỏng. Cái máy cũ vẫn đang ở đấy. Hỏng đâu, toàn mấy bà điêu. Một hàng dưới này nó không quan trọng hiểu không, kể cả dột nó cũng không sao cả. Cái này nó chỉ che mưa hất thôi. Nên là kể cả cái cũ cũng được, không cần phải cái mới. Hiểu không? Đấy, nó chỉ cần che cái đấy thôi. Che cái đấy với che tôn hất mưa hất thôi. Chứ còn nó có thủng, có rột xuống cũng không sao cả. Nên là làm cái cũ cũng được. Đấy, vào đây thì đường sạt thì đã sợ rồi. Đây còn nền nhà thấp tẹt này mà cũng sạt được. Sạt thì nhà có sao không? Không sao đâu cả. Chưa động đến nhà đâu quá à. Mới động đến chân thôi đúng không? Chị Pâu à? Ui, chán lắm nói chuyện với mấy bà này. Nói mà thôi một hồi xong quay lại chị Pâu. Đào cái này thì đào nó chéo chéo thôi. Tả ly thẳng cái này là mưa nó sạt đấy. Hoặc là đào giật hai bậc. Bậc trên, bậc dưới. Nói cứ cười này, chả biết được mà. Chipo được mà, phải không? Biết ngay mà. Thế cười cười là biết ngay là Chipo mà. Cháu ơi, tạnh mưa thì bảo nhờ anh em nó đi sang bên kia, nó chở vật liệu về đây làm nốt cái nền đi. Cái mái miếc này làm thôi. Tạnh ở đây hết mưa rồi đấy. Thôi mấy chị em là làm nhá, cố gắng nhá. Thì tình hình là bảo lấy như lúc nãy bảo đấy, bảo người nhà xem là chở vật liệu về để nhanh chóng làm giải quyết cái nền đi nhá. Cái mái này thì thiếu thốn như nào thì bảo thằng Trà nó gọi cho em, nhớ chưa? Nhớ. Hay là tí nữa đi là chipau ấy. Thôi làm đi nhá các cô nhá, các chị nhá, em về đây. Hả? Cái gì? Tò mò á? Không ăn đâu. Không ăn đâu. Không biết phải bảo mình ăn cơm không thấy có máu máu à? Cái gì? Chỗ tu là cái gì? Mù chế. À đã chơi đã. Đừng về nữa, chơi đã phải không? Đổ cả xe này. Sao lỗi sao? Đi lấy chồng người kinh không? Hả? Không biết cầu tiếng kinh nào mà năm nay mới có mười mấy tuổi nhá. Bé này này. Mẹ ôi dù luôn luôn. Khỏe như trâu ấy. Thôi về đây. Nói chung là nhà chị Cha này là khá đẹp đấy, không phải đơn giản đâu. Rất đẹp, rộng rãi luôn. Giờ lên xem rằng là tình hình A Thò nó về chưa. Xem một giả tiền dê cho nó. Thò về rồi anh. Cân lông con bò này luôn. Thì Thò nó xuống đây rồi mà, phải không nhỉ anh nhỉ? Đâu, nó ở đâu nhỉ? Đuổi dê về. Đuổi dê bên này á?
May quá để chờ đúng cả bây giờ là 4 giờ chiều đây. Thì gặp A Thò đấy rồi. Mày lên đồi mày đi du lịch cái sao mày tao chờ mày cả ngày đi. Thò. Sáng nay mày đi lên tận đồi cao à? Chờ mày đúng một buổi rồi. Đây hai con này đấy á. Ôi con này chó cắn bị ấy rồi. Con này bị thương ở đây này. Bắt là bắt con trắng kia hay gì? À. Bắt luôn đi. Đẹp nhỉ, con trắng này đẹp nhỉ. Mùa dê trong thò đấy. Cầm chân sau. Rồi. Con này sao bụng to đấy. Nó ăn no à? Hả? Con này bị làm sao? Chó cắn vào lưng á? Mày phải xem con nào đẹp mày phải lấy chứ, mày lấy con nào thì sao phải hỏi anh. Không khỏi, nhưng mà máy không thì khỏi. Nó chó cắn thì về chữa cho nó, bôi cái gì vào đấy. Nó chết rồi. Nó thối hết rồi nó lại chảy rồi. Thế sáng nay đi dắt ở đâu? Mỗi con này đấy á? Con bé ở rừng á. Thế lấy về con nào rồi? Lấy về trên nhà rồi đúng không? Bây giờ cân con này đi. Xong về nhà cân tiếp con kia. Từ. Bảy mốt. Nó to. 71 lên đi. Chân lên. 48. 71 trừ 48. Còn 22 cân. 23 cân. 23. 71 48. 23. Mất rồi Kim cùng. Đuổi con khác. Đuổi con nào? Lấy con này chết thì đuổi con khác. Thôi. Lấy con đẹp không lấy con này. Con này có thô, chó cắn nó đi đấy mà. Thế sáng nay đi lấy là lấy con nào? Bé được, nó đẹp. Con kia em thấy nó không bảo hành mấy. Anh bảo hành chết à? Bảo hành chết thì đổi một con. Đổi lại. Chết thì đổi một con cái gì? Không chết đâu, nó khỏe rồi, nó đưa em chung ngoài. Nó bỏ chết thì nó đổi lại. Cân nhau. Chỉ sợ nó bị làm sao thôi. Nhưng mà thò ạ. Đẹp chưa? Bây giờ về cân con trên nhà nữa đúng không? Thế nào? Thế giá thế nào? 130 nghìn cân cái gì? Ok. Là phải chỉ tắm đủ á. Trăm mấy? Thống nhất chưa? Con bé ở nhà yêu phải cân đâu nhỉ? Con bé ở nhà không cân thì sao biết giá? Tính 16 cân. Sao lại tính 16 cân được lên cân đàng hoàng nếu ai chơi thế? Đúng rồi, ông buồn dê của khác. Tính 16 cân. Đi thôi, dắt về trước đi. Nhờ anh em like hộ. Chưa ơi. Mày làm gì không? Like hộ anh cái cân này lên cho thằng Thỏ với. Hả? Cái gì? Tí nữa anh mới về mà. Tí nữa mày anh quá, nhà mày cứ like đi lên hộ anh cái. Đi lên trước đi. Đi bộ cùng nó đi. Thằng Trư nó khác like cái này cho. Hả? Cân mấy cân thôi. À. Ok, thò cân được. Chú không đi kệ. Tí nữa em bảo 14 cân. Đây các bạn ạ, anh vừa giới thiệu có cái món thịt dê. Thịt dê bản vừa mổ ở trên rừng mang về đây. Cho em một đùi đi. Cho một đùi. Ừ. Bao tiền cân đấy? 200. Ông này ông cứ để cái kiểu là bịp ở người ở đâu ấy nhỉ? Cân cả 200 thì mông ấy. Lấy một đùi cho chả biết. Cái thì linh tinh ấy thì 150. Đâu ra xem mà mở ra nào. Xem nào. Đùi ngon này nhỉ. Đâu mở cả tái xem nào. Đây. Dê xay cái gì? Dê ngon ở trên đồi cái gì? Vâng. Cả tải này cân lên bao tiền? Cả tải này giá bao nhiêu? Cả này thì 150. 100.000. 100.000. Ngon mà. Ngon thì ngon, có giá của nó. 100.000 thì phải cái kia. 6 cân. Bao nhiêu? 8 cân. Xem nào.
8 cân rồi. À quên rồi, còn cái đấy 8 cân thiếu. Còn cái ấy ở trong này. Cái gì anh đặt hết ra đi, đừng có bể như thế. Ví dụ cho em cái đầu vào đấy, con chết à? Ý gì được cái đầu trâu. Sao lại có đầu trâu ở đây nữa? Úi dồi ôi. Đầu bò. À, đầu trâu. Cái đầu bò à? Ờ, nhà đấy. Làm hay vậy chẳng còn chết. Úi dồi, đầu bò, tai bò, kinh chứ. Lấy ra, anh lấy ra hết để kinh thế. Anh vừa mổ bò trên đồ núi à? Đấy, xếp tất đây. Ô, cái này mấy con cơ à? Phải một con à? Một con à? Ừ. Con nào già hơn? Một con thôi. À, một con đây gì? Bốn đùi. Rõ hả? Bốn đùi. Cái kia thì cái thì rồi, bao nhiêu? Sáu cân. Sáu cân, sáu một là sáu. Ba, à năm, sáu. Năm sáu bao nhiêu? 30. Đúng không? 900.000. Ừ. Ok. Cái này 900 rồi. Quất. 900 rồi. Ông nói phét vừa được, ông đi buôn ông cứ nói phét thôi nhỉ. Nhưng mà nó lọc thịt ra. Ừ. Ừ, mình chẳng mua nhiều ăn rồi. Rồi ok. Bạn đấy rồi. Nó lọc ra thịt. Ê, mình nhớ lo là nó lên lùi. Ép là lo lo. Đây, xe đi đến đây thì chịu không khung xuống được nữa các bạn. Được khó quá. Ây da. Nó dắt về nhiều thế? A à, thò. Nó dắt về nhiều thế? À, con nó đi theo à? Xong lại giống tình trạng của dê thằng Trư ấy, mấy hôm nữa nó lại chạy ngược lại. Bây giờ lấy con nào? Lấy con bé tí à? To không bán à? Ok, bây giờ cân con bé thôi. Đẹp phết nhỉ? Yeah. Con bé này mới lớn này. 10 cân nữa, chưa đến 10 cân nữa. Chưa đến 10 cân à? Ổn không ấy? Liệu ổn không? Nó bé thế liệu ổn không? Ổn cái gì? Nó không ăn sữa rồi, cai sữa rồi gì? Con mẹ nó sắp đẻ. Đây con mẹ nó đi à? Đẹp phết nhỉ? Con chưa về à? À về nhà rồi à? To chưa? To bằng con này chưa? À to hơn con này rồi gì? Hơn, ừ. Đấy cân đi, thò cân đi. Cái gì? Ông bảng lúc nãy ông bảo con này 16 cân. Đúng là làm như kiểu mình trẻ con. Giang Thị Rủa đi đâu về đấy? Đi nương về. Đi nương á? Chồng đâu? Thi đâu? Tạm biệt nha. Đấy, tao lấy chỗ. Mai sau ở đây thành một lội dê. Đầy dê. Bao nhiêu? 65. 65, đúng 65 thật. 65. Thả xuống nào. 65 trừ đi 54 là đi 11 cân. 11 cân. Ừ. Đúng không? Ừ, đúng. 11 cân cộng với con kia. Con đấy là bao nhiêu anh quên rồi? 23. 23. 23 là đi 34 cân. 34. Tổng là 34 nhá. 34 nhân với 130 à? 34 130. Đây, hết có 4.420.000 thôi. Thì vẫn còn thừa khoảng hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu nữa. Để hôm nào đi tiền một con lợn mua. À, đi mua một con lợn đấy gì. Ok, được. Ừ, được, đấy là tùy cho. Nhưng mà phải mua con giống nhá. Không được vào sử dụng vào mục đích khác. Vâng. Hiểu không? Để mình còn phát triển kinh tế. Chứ bây giờ ông làm 2 triệu, ông đi uống rượu thì chắc là không có đâu, nhưng mà anh có vẻ nói thế nhá. Rồi ok. Thế sáng nay mình đi làm gì trên đấy mà lâu thế? Đi 3 giờ nó còn chết một con mẻ, nó còn làm thịt ăn chưa. Mày còn uống gì? Chắc là còn ăn cơm ở trên đấy đúng không? Vâng.
Mẹ tao chờ chờ cả buổi mà điện thì lại không được. Trên đây không có sóng à? Có chứ. Ừ. Sao lại cúp điện không được? Không biết được. Chịu mày. Đi ở trên có sóng chứ. Lông móng. Lông móng. Ok, thế nha, vợ chồng A Thò nhá. Hôm nay là vào như là gọi là tổng kết số tiền cho gia đình em. Đấy, các cô, các chú, các anh, các chị đã giúp gia đình em là trong cái thời gian vừa rồi là chi tiêu còn dư số tiền từ làm nhà này, mua xe này. Đấy, thì chi tiêu là còn thừa 7 triệu. À, còn dư 7 triệu 066 nghìn để mua con giống. Đấy, thì hôm trước đã chủ động mua cái xe cũ để mình để tiền để mua con giống ấy. Thì hôm nay mua hết 4 triệu 420 nghìn đúng không? Đấy, 7 triệu 066 trừ đi 4 triệu 420 thì số tiền còn dư còn lại là 2 triệu 646 nghìn. Ngày hôm nay thì anh sẽ đưa hết cho gia đình em nhé. Cái số tiền còn lại này em có thể là đi mua lợn hoặc là mua dê tiếp về làm con giống. Đấy thì tùy em, ý em. Hôm trước là định đi mua ấy à? Mua lợn à? Nhưng mà điển cho nhà bố bay ở trên là nó vừa để được 1 tháng thôi. Thì à, nó đang nhỏ quá. À, tức là giống 2 tháng anh. Ừ. Có 6-7 cân thì đi mua đi về nó sống nhiều. Ừ, thế thì cứ để dành cái số tiền đấy nhá. Vâng. Xong là mua con giống để nuôi nhá. Vâng. Hai vợ chồng cố gắng nhá. Vâng. Ừ. Đây Thò phải đếm cho anh đi. Đếm cho anh xem nào. Đếm vứt ra đây luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 triệu 1, 7 triệu 1, 7 triệu 066 nhìn nhá, anh cho chú mấy chục này. Đấy, bây giờ đi giả tiền dê. Vâng. Còn số dư còn lại thì mua lợn thì mấy hôm nữa mua, xong có gì thì báo anh nhá. Vâng. Rồi ok, có lẽ là anh xin phép đây, gia đình là cố gắng, chăn nuôi tốt, có gì thì alo cho anh nhá. Vâng. Đấy, bây giờ hôm nay là gần như cái video cuối cùng rồi. Em vợ chồng em cảm ơn các cô các chú ở đây. Vâng. Nè, bây giờ thì cháu rất khó khăn, nhưng mà các bác các chị chú đã giúp đỡ cháu làm được cái nhà, xây được nền được cái nhà nữa, đấy, và được về làm được nhà, bây giờ ổn định rồi, cũng mua được xe rồi, dây cũng mua được thì cháu không có gì, cháu cảm ơn các chú các bác nha. Ừ, rồi đấy, những lời cảm ơn từ vợ chồng gửi đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ A Thò trong suốt thời gian vừa qua. Nhà cửa đã ổn định này, nền được này, xe có này, con giống có. Đấy, đã hoàn thành công trình của chú rồi nhá. Vâng. Ừ. Hôm nay cũng đi tiền dê nữa, về tối thì hôm nào để làm được bữa cơm thì người em chú lên trên này ăn bữa cơm nhá. Rồi rồi, gọi là bữa cơm mời anh cái gì? Vâng. Tổng kết à? Vâng. Tổng kết chúc mừng gia đình này. Ok, anh cảm ơn nhá. Những lời mời rất là chân thành của anh của em thì anh xin được cảm ơn. Đấy, bây giờ chỉ biết chúc mừng em thôi. Anh cũng xin phép nhá. Vâng. Về đây. Ê dạ. Hả? Để tuổi thì không nào để anh làm được bữa cơm thì vừa để lên. Ok ok. Rồi rồi, anh cảm ơn nhá. Vâng. Xin chào nhá. Vâng. Ừ, chào nhá. Chào anh nhá. Ừ, chào nhá. Vâng. Anh về đây. Mãi đâu. Mà con gà nhìn lên đây.